Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của chúng tôi. Quý khán giả hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức bóng đá 24 giờ qua. Bây giờ, chúng ta hãy đến với tin chính của bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển nữ Việt Nam lộ vũ khí bí mật trước thềm World Cup 2023. Hot girl tuyển nữ Việt Nam nhận lương cao hơn huỳnh như nếu sang châu Âu. Báo Mỹ gọi tuyển nữ Việt Nam là kim cương và chỉ ra điểm yếu lớn nhất. Là những tin chính hôm nay, Kính mời quý khán giả cùng lắng nghe. Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ các miếng đánh khác nhau để hướng tới World Cup 2023. Trong cuộc phỏng vấn trước buổi tập chiều ngày 30 tháng 6, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung đã có những chia sẻ đáng chú ý về sự chuẩn bị của tuyển nữ Việt Nam trước World Cup 2023. Tuyết Dung tin những bài đánh cố định sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam gây ra bất ngờ cho đối thủ. Trước những đối thủ mạnh, ta rơi vào bế tắc không lên bóng được thì những tình huống cố định có tính chất rất quan trọng và giúp mình giải quyết trận đấu tôi rất hy vọng đội tuyển nữ việt nam sẽ tận dụng được điều này và mang về kết quả tốt tuyết dung cho hay bên cạnh đó tiền vệ thuộc biên chế câu lạc bộ phong phú hà nam cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của lối chơi tập thể và tinh thần chiến đấu của mỗi cá nhân thầy trung chú trọng tất cả các tình huống trên sân không chỉ riêng tôi mà tất cả các thành viên trong đội đều được huấn luyện viên tập luyện và lưu ý kỹ lưỡng Bóng đá là môn tập thể nên mỗi vị trí đều phải cố gắng. Giải đấu sắp tới chúng ta gặp những đối thủ có thể hình cao to hơn rất nhiều, nên khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Do đó, gần đây huấn luyện viên thường cho toàn đội tập những tình huống bóng cố định, thực hiện trong cự ly ngắn, trụ cột của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ. Mới đây, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã chốt lịch thi đấu hai trận giao hữu với New Zealand và Tây Ban Nha lần lượt vào ngày 10 tháng 7 và 15 phần 7. Quay lại buổi tập chiều ngày 30 tháng 6, huấn luyện viên Mai Đức Trung chia đội hình thành hai nửa để tập tấn công và phòng ngự. Các hậu vệ được rèn kỹ bài chống bóng bổng và trồng biên, đồng thời tổ chức phòng ngự ở tình huống cố định. Trong khi đó, tiền vệ và tiền đạo tập các bài phối hợp ở biên rồi tạt vòng 16m50 của đối thủ. Dự kiến, ngày mùng 5 tháng 7, Huỳnh Như cùng đồng đội sẽ rời Hà Nội sang New Zealand để hướng đến World Cup 2023. Thanh Nhã nhận lương cao hơn Huỳnh Như nếu sang châu Âu thi đấu. Thanh Nhã đang là cái tên giành được nhiều quan tâm ở đội tuyển nữ Việt Nam sau những màn trình diễn ấn tượng trong thời gian gần đây. Trước đó, theo các nguồn tin không chính thức, cầu thủ Hà Nội đang được một câu lạc bộ ở châu Âu quan tâm. Mới nhất, đội bóng châu Âu này được cho là sẽ bắt đầu đàm phán với đội bóng chủ quản của ngôi sao 21 tuổi là Hà Nội Watap vào cuối tháng 8. Đây cũng là thời điểm Thanh Nhã cùng đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau World Cup 2023. Nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, tiền đạo quê Hà Tây hoàn toàn có thể sang châu Âu chơi bóng từ mùa giải tới. Được biết, đội bóng châu Âu sẵn sàng trả cho Thanh Nhã mức lương hơn 1.500 USD tháng, cao hơn so với thời điểm Huỳnh Như mới đến thi đấu cho Lăng FC. Hiện ngôi sao sinh năm 2001 vẫn còn 2 năm hợp đồng với Hà Nội Watap và đây là rào cản khiến cô chưa thể ra đi. Cách đây không lâu, Thanh Nhã cũng từng ngỏ ý muốn được sang châu Âu chơi bóng và phát triển bản thân. Huỳnh Như là tấm gương mà chúng tôi luôn noi theo cả đội luôn dõi theo chị ấy khi thi đấu ở Bồ Đào Nha. Chị Như đã rất dũng cảm khi ra nước ngoài thi đấu để mở đường cho các cầu thủ trẻ. Hiện Thanh Nhã đang hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để hướng tới World Cup 2023. Mới đây tờ số chờ America Mỹ vừa có bài viết phân tích sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam, đối thủ của đội tuyển nữ Mỹ trong trận gia quân ở World Cup nữ 2023 trận thua của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển nữ Đức mới đây đã thu hút được sự chú ý của truyền thông Mỹ. Họ muốn nghiên cứu đội tuyển nữ Việt Nam, đối thủ của đội tuyển nữ Mỹ trong trận mở màn World Cup nữ 2023. Tờ số chờ America đã gọi đội tuyển nữ Việt Nam là những cô gái kim cương, nhưng cho rằng việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Mai Đức Trung khó làm nên bất ngờ ở World Cup. Tác giả nhấn mạnh, trận giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam với đội tuyển nữ Đức mới đây mang tới cái nhìn hiếm hoi về những cô gái kim cương của Việt Nam. Họ là đối thủ của đội tuyển nữ Mỹ trong trận mở màn World Cup. Trong quá khứ, đội tuyển nữ và Nam Việt Nam chưa bao giờ góp mặt ở World Cup. Trong lần đầu tiên bước ra biển lớn, các cô gái của Việt Nam phải đối đầu với thử thách không thể khó khăn hơn là đương kim vô địch thế giới, Mỹ. Dù thua đội tuyển nữ Trung Quốc 1-3 ở tứ kết giải bóng đá nữ châu Á 2022 nhưng sau đó, Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé khi thắng Thái Lan và Đài Loan trong trận đấu play-off dự World Cup. Đó là sự tiến bộ đáng ghi nhận của họ. Ở giải đấu trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng, không ghi được bàn nào và thủng lưới 16 bàn. Bóng đá nữ Việt Nam vẫn trên đà phát triển nhưng việc gặp đội tuyển nữ Mỹ là điều quá sức với họ. Ở giải đấu cách đây 4 năm, đội tuyển nữ Mỹ từng vùi dập Thái Lan với tỷ số 13-0. Điều đáng nói Thái Lan còn có kinh nghiệm dự World Cup hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí, đội bóng xứ Chùa Vàng từng có chiến thắng ở World Cup trước bờ biển Nga. Đội tuyển nữ Việt Nam vừa vô địch SEA Games 32 ở Campuchia, nhưng điểm yếu lớn nhất của họ là không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn. Các đối thủ của họ là Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha sẽ rất khác so với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Trung thừa nhận rằng toàn đội không bàn tới chuyện thắng thua trước những đội bóng hàng đầu thế giới. Ông muốn các học trò nỗ lực hết sức và cống hiến phẩm chất tốt nhất vì màu cờ sắc áo. Trong số 28 cầu thủ nữ Việt Nam lúc này, chỉ có Huỳnh Như thi đấu ở nước ngoài. Cầu thủ này khoác áo lăng FC ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam từng thua 0-7 trước Pháp, họ bị dẫn 0-6 ở hiệp 1 trong trận giao hữu ở Orleans. Tuy nhiên, họ đã khác khi chỉ thua sát nút trước đội tuyển nữ của Đức, Tờ báo này chốt lại. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao ngày hôm nay, các bạn đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất, còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.